Phương Trang từ BNT Insurance xin gửi lời chào đến quý vị xem đài truyền hình IBC, lời chào trân trọng nhất. Và như cũng như là những lần mà BNT đã đến với quý vị xem đài truyền hình IBC, quý vị cũng đã rất là quen thuộc với hình ảnh của chúng tôi, là chúng tôi đại diện cho rất là nhiều hãng bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, workers comp và bảo hiểm sức khỏe. Nhân dịp ngày hôm nay, đội ngũ nhân viên của BNT xin được đến với talk show này và trao đổi với quý vị thêm những thông tin, những khía cạnh rõ nét hơn về vấn đề bảo hiểm và tài chính. Và đây là nhân viên Xuân Bách. Xin Xuân Bách hãy gửi lời chào đến quý vị khán giả. Vâng, cảm ơn chị Thu Trang. Thì lời đầu tiên Bách xin cảm ơn chị Thu Trang đã đến mời Bách đến ngày hôm nay để có dịp trao đổi với quý vị. Thì lời đầu tiên Bách xin được chào, gửi lời chào trân trọng nhất đối với những quý vị xem đài ngày hôm nay. Thì Bách là nhân viên của công ty bảo hiểm và tài chính BNT Insurance. Và đến với Bách ngày hôm nay thì có những cộng sự của Bách, đó chính là chị Hương Trà và anh Steven Phùng. Thì chị Hương Trà có thể giới thiệu với mình không ạ? Lời đầu tiên thì phép Hương Trà được gửi tới quý vị xem đài là chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Ngày hôm nay Trà rất mong được cùng với chị Trang, anh Steven và Bách, và rất là mong được mang đến quý vị những thông tin bổ ích về chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn. Xin cảm ơn. Steven Phùng xin gửi lời chào đến quý vị. Dạ vâng, như quý vị cũng đã biết, chúng ta đang sống trong một đất nước mà bảo hiểm thì gần như là bắt buộc, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm sức khỏe. Vậy thì còn những chương trình bảo hiểm khác như là bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm long term care thì gần đây những quý khách của Thu Trang lúc nào cũng thường hay hỏi Thu Trang là long term care là gì, sao dạo này tôi hay nghe đến cái chương trình đó như vậy. Thì Xuân Bách có thể giải thích với quý vị khán giả long term care là gì được không? Được, thì cảm ơn chị Thu Trang. Thì chương trình long term care hay tiếng Việt chúng ta còn gọi là chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn, là một trong những cái chương trình được ưu chuộng nhất của những người mà muốn chăm sóc cho cái tài chính của mình trong tương lai, nhất là khi ở những cái độ tuổi về già. Thì chương trình long term care là một cái chương trình dùng với mục đích là để mà chi trả cho những chi phí chăm sóc sức khỏe dài hạn. Nó bao gồm, nó có tùy vào những cái hợp đồng khác nhau mà nó có thể bao gồm nhiều cái chi phí, những cái hưởng lợi ích khác nhau. Thí dụ như những cái việc mà chăm sóc của mình thường như là chăm sóc sức khỏe mà cho nursing home, cho adult daycare nếu mà mình về già không chăm sóc bản thân mình được. Cho những cái plan khác nó rộng hơn, thì bao gồm cho những cái việc chăm sóc y tế cho dù mình bị tai nạn lao động hay là tai nạn bệnh tật chẳng hạn như vậy. Thì những cái trường hợp như vậy bảo hiểm chăm sóc sức khỏe dài hạn đều có thể sử dụng được. Đã gọi là chương trình chăm sóc mà sức khỏe dài hạn, tức là nó phải là một chương trình dài hạn đúng không? Đúng rồi. Tức là nếu mà phải bị một cái gì đó trong đúng cái rồi. Thời gian bao nhiêu đó thì đúng mình rồi. Gọi là chương trình chăm sóc dài hạn. Thì để mà cho cái chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn bắt đầu trả ra những cái lợi ích, thì một trong những cái quy định chính của tất cả các loại hợp đồng là những cái tình trạng mà không thể tự chăm sóc bản thân mình được phải kéo dài trên 90 ngày. Thì đó là một trong những cái chung của chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn. Nếu mà nói là không thể chăm sóc được cho bản thân mình thì có rất là nhiều khách hàng của Trang hỏi là tôi sao lớn tuổi tôi sẽ có Medicare, rồi tôi income thấp thì tôi có Medicare. Vậy thì nếu mà tôi có Medicare thì Medicare có trả cho những chương trình long term care đó hay không? Tại sao tôi phải mua cái sản phẩm đó thêm tiền, mà cái đó có phải là mua hay không, hay là cái tiền đó sau này tôi có thể lấy lại được bằng cách này hay cách khác? Xuân Bách có suy nghĩ gì về cái chương trình như vậy, thì những cái câu hỏi như vậy của quý vị khán giả? Vâng, thưa chị Thu Trang, thì cái câu hỏi vừa rồi của chị Thu Trang thực chất là một cái câu hỏi rất phổ biến mà những cái người thân chủ của Bách thường khi mà trao đổi và lên kế hoạch về tương lai của mình thường hay đặt ra cho Bách. Thực chất á, những cái chương trình bảo hiểm sức khỏe cho người trên 65 tuổi hay còn gọi là Medicare không có cover cho những cái chi phí chăm sóc sức khỏe dài hạn tại nhà. Và nếu mà để chăm sóc sức khỏe mà không phải tại nhà như vậy là một cái nursing home hay là ở hospital thì tối đa chỉ trả cho 100 ngày mà thôi. Và từ ngày thứ 20 cho đến ngày thứ 100 mình mỗi người phải trả cái tiền copay mỗi ngày là 180. Nào chị Chiêu Trang nghĩ đi, nếu mà một cái người ở độ tuổi về hưu mình sống dựa trên những cái tiền retirement của mình, social của mình mà phải trả 180 ngày tiền copay chỉ để được chăm sóc sức khỏe dài hạn thôi, chưa tính đến tiền viện phí và những tiền thuốc men này nọ, thì con số rất là lớn. Và con số này chỉ trả cho đến ngày thứ 100 mà thôi. Từ ngày 100 trở đi Medicare không trả một chi phí nào cả. Còn về cái khía cạnh của những cái bảo hiểm mà hỗ trợ cho người có thu nhập thấp thì hay còn gọi là Medicare ở Cali đó, thì cái chương trình đó nó có thể trả cho mình nếu mà mình được qualify. Nhưng mà điều mà quý vị phải chú ý là những cái chương trình Medicare, khả năng chi trả của nó phụ thuộc vào chính sách của chính phủ vào thời điểm đó và phụ thuộc vào cái ngân sách vào cái thời điểm mà mình xin những cái lợi ích đó.
ít. Thí dụ như có thể ở cái vùng của mình, cái county của mình không có đủ ngân sách là cái chi phí, hoặc là cơ sở y tế mà thuộc về những cái bộ phận của chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn của Medicare thì họ sẽ phải bắt mình đợi, hoặc là chuyển mình một cái nơi khác xa hơn. Bắt có một người, cái case từ thực sự luôn, là một người khách họ được Medicare chăm sóc sức khỏe dài hạn, họ cung cấp cái lợi ích đó, nhưng mà với điều kiện là họ không có cơ sở vật chất gần đây thì họ phải di chuyển đến một cái nơi khác cách nhà đến 70 mấy mile. Wow. Thì con cái họ không có thể mà gọi là đến thăm sức khỏe với ba mẹ, không, mình trao đổi, mình nói chuyện, mình thăm ba mẹ mình như mình muốn, mà ba mẹ mình sống một cái nơi một chăm sóc sức khỏe y tế đó, mà một cái nursing home nó rất là buồn, mà xa gia đình nữa. Mình tưởng tượng ở độ tuổi 70, 75 tuổi, ở độ tuổi của, như nó quan trọng mà tuổi mình ở thì nhà thôi hả, gần gũi con cái nhất, mình chỉ muốn ở với gia đình thôi. Thì cái chương trình long term care chăm sóc sức khỏe dài hạn nó cho mình một cái quyền được lựa chọn. Mình sẽ muốn mình spend những cái khoảng thời gian mà mình cần được chăm sóc y tế, mình cần thì ở với gia đình mình nhất, mình ở một mình ở một nơi xa, hay là mình ở với gia đình của mình vào cái thời điểm quan trọng đó. Thu Trang còn biết được biết là quý vị không những là phải không cần là phải chỉ ở trong nước Mỹ, mà quý vị có thể là ở Việt Nam hoặc là những nơi khác nữa. Đúng rồi. Vâng, vậy còn Hương Trà, nếu mà hiện tại bây giờ trong những cái danh mục mà long term care mà đang ở trên thị trường hiện nay thì Hương Trà nghĩ là sản phẩm nào là tốt nhất? Cảm ơn chị Thu Trang. Trong số ít những công ty hiện tại phải nên cung cấp chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn, Nationwide là một trong công ty mà hiện tại khách hàng của BNT đang lựa chọn và tin dùng nhiều nhất. Lý do là khi mà khách qualify cho chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn thì những công ty tài chính khác không giống Nationwide, Nationwide sẽ trả thẳng workout của khách hàng. Và hơn thế nữa là khách hàng không cần phải cung cấp bất kỳ một hóa đơn hay phiếu thanh toán nào hết. Và đối với bản thân Trà thì Trà nghĩ là trong số chúng ta ai cũng vậy thôi. Đến một tuổi nào đó, nhất là lúc khi mà mình ốm đau bệnh tật, mình muốn được nhận sự yêu thương, chăm sóc tận tình, chu đáo từ chính người thân của mình. Thì Nationwide, một tin vui cho quý khách, đó Nationwide sẽ chi trả những chi phí như vậy. Còn đối với những công ty tài chính khác thì chỉ chi trả trong trường hợp đó là người có chuyên môn chăm sóc cho người thân của mình. Và có một câu hỏi là, khách có hỏi là vậy nếu như bây giờ mà tôi xài hết cái số tiền mà tôi, cái gói mà lựa chọn á, mà tôi mua cho chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn thì sẽ như thế nào? Thì thưa quý vị các bạn, là nếu như có chuyện gì xảy ra với mình và mình có xài hết cái gói chăm sóc sức khỏe, chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn, thì công ty bảo hiểm Nationwide vẫn sẽ trả cho quý vị 10% giá trị mà gói sức khỏe của gói sức khỏe chăm sóc sức khỏe dài hạn mà quý vị lựa chọn. Chương trình thật là hay đúng không ạ? Dạ, xin cảm ơn Hương Trà rất nhiều. Vậy anh Steven, có suy nghĩ gì giữa cái chương trình long term care này và những cái sản phẩm tương tự như là chronic and critical? Dạ, thưa quý vị, trong thị trường có những sản phẩm như là clinical illness, nhưng so sánh có những chứng bệnh khi mà mình mới trị thì nó hết, và có những chứng bệnh mình trị hoài mà không hết, đó là clinical illness. Thì khi mình mắc phải những chứng bệnh đó thì những cái chương trình ở ngoài thị trường sẽ cover clinical illness. Nhưng trong long term care ở đây là mình chỉ cần 2 trường hợp trong 6 trường hợp daily activity. Thí dụ như là buổi sáng khi mình thức dậy mình cần di chuyển đến phòng vệ sinh, và khi đến phòng vệ sinh mình cần tắm rửa, mình cần làm những phương tiện vệ sinh, mình cần thay quần áo, và sau đó mình cảm thấy đói bụng, mình đến nhà bếp mình ăn uống, và ăn uống xong rồi mình cần phải xả ra. Dạ thưa quý vị, đây là những cái trường hợp mà thông thường nhất hàng ngày, nhưng mà nếu mình không có sử dụng được 2 trong 6 trường hợp đấy thì mình sẽ được hưởng chương trình long term care. Là mình không có thể tự perform, được tự làm những cái việc đó mà cần sự trợ giúp của người khác mất. Vâng, cảm ơn anh Steven rất nhiều. Vâng, thì như quý vị cũng đã thấy là chương trình long term care hay là còn gọi là chăm sóc dài hạn rất rất là quan trọng cho đời sống và tương lai của mọi người. Nếu mà chúng ta có một cái kế hoạch hoạch định trước cho cái tương lai của chúng ta, và chúng ta lựa chọn được, chúng ta có cái quyền lựa chọn cho cái tương lai của mình, thì nó vẫn tốt hơn là mình cứ suy nghĩ là mình sẽ dựa vào cái Medicare hay Medicare, mà thực sự có những cái là nó không có cover, không trả được cho quý vị. Thế như quý vị cũng đã thấy được cái tầm quan trọng của long term care. Khi mà quý vị có thêm những cái câu hỏi bên cạnh người bên lề khác, hoặc là muốn biết chi tiết hơn về những cái sản phẩm này của giống như Hương Trà đã nói, thì xin mời hãy gọi cho BNT Insurance để tất cả những nhân viên, đội ngũ nhân viên của chúng tôi có thể giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về những cái kế hoạch này. Và xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi talk show của BNT Insurance.